Ok, xin chào tất cả anh chị nhà đầu tư đã đến với video của Hoàng ngày hôm nay, kênh Hoàng Tức Lan Investment. Thì với những ai mà chúng ta xem cái kênh này lần đầu tiên thì anh chị có thể là chúng ta đăng ký cái kênh và chúng ta mở chuông thông báo để một khi Hoàng xuất bản video về cái việc nhận định thị trường thì anh chị có thể chúng ta xem được, để chúng ta chuẩn bị cho cái phiên giao dịch ngày hôm sau của anh chị nhà đầu tư, đúng không ạ? Thì quay lại câu chuyện ngày hôm nay thì Hoàng sẽ cùng anh chị chúng ta review lại cái diễn biến thị trường phiên ngày 14 tháng 9 2021, đúng không ạ? Cũng như là gì để anh chị có một góc nhìn tổng quan hơn và giai đoạn này anh chị nên hành động cụ thể nó như thế nào, đúng không ạ? Khi mà trên thị trường thì chúng ta thấy là rất nhiều nhà đầu tư, đúng không ạ, rất nhiều nhà đầu tư đang là lo lắng về cái việc mặt bằng thị trường, và thứ hai thì họ không biết đầu tư vào nhóm ngành cổ phiếu nào, bởi vì họ thấy là một điều là gì, là các cái cổ phiếu thuộc nhóm VN30 thì mãi nó không chạy, đúng không ạ, nhưng mà đã đến những cái vùng giá chiết khấu, đúng không ạ, đặc biệt là nhóm ngân hàng. Và họ lo lắng một điều là gì, dòng midcap thì tăng giai đoạn vừa qua rồi có rủi ro hay không thì họ rất là thắc mắc và họ rất là gì, là sợ cái nhóm này. Thì tí nữa Hoàng sẽ review để chị có góc nhìn tổng quan hơn, đúng không ạ? Thì câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta thấy là với cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta thấy là thị trường của chúng ta là gì, là trong phiên thậm chí có những lúc tăng lại từ 7 đến 8 điểm, đúng không ạ, nhưng mà cuối phiên lại loanh quanh về tham chiếu và cái phiên nó lại giảm khoảng 1,13 điểm ở đây theo mặt chỉ số, đúng không ạ? Thì chúng ta nhìn chung thanh khoản giai đoạn này thì nó có trung bình 19-20 nghìn tỷ thôi, đúng không ạ? Nó cũng không quá lớn, không quá lớn. Và thanh khoản thì này thì nó nguyên nhân từ các nhóm thuộc vốn hóa lớn thì nó không có cái sự đặc sắc, không có sự hút dòng tiền vào, đúng không ạ? Không có sự đặc sắc thì nó thanh khoản nó giảm là điều đương nhiên, đúng không ạ? Chúng ta nhìn vô mặt chỉ số ở đây và chỉ số VN30 và chỉ số VN Index thì chúng ta thấy một điều là gì? Chúng ta thấy là dòng tiền nó bị bán mạnh, nó bị rút ra mạnh bởi cái nhóm VN30, đúng không ạ? Giảm 6,83 điểm. Còn lại mini của chúng ta chỉ giảm 1,3 điểm ở đây thôi. Và chúng ta thấy là hôm nay các cổ phiếu đúng không ạ? Hầu như là nó có sự phân hóa, đúng không ạ? Sự phân hóa. Thậm chí là nhóm sắt thép này anh chị thấy này, và nhóm phân đạm này, đúng không ạ? Nhóm phân đạm này và cảng biển này, đúng không ạ? Và dầu khí này nó cũng có cái sự phân hóa, và nhóm bất động sản công nghiệp thì cũng có cổ xanh cổ giảm. Thì đó là cái sự phân hóa của thị trường giai đoạn này, đúng không ạ? Ok, thì hôm nay chúng ta thấy là các cái cổ phiếu thuộc vốn hóa lớn này, các cái lớp cổ phiếu này đi sâu hơn các cái lớp cổ phiếu thì chúng ta thấy là nhóm ngân hàng này có cái sự điều chỉnh này, rồi nhóm sắt thép cũng vậy, đúng không ạ? Nhóm sắt thép điều chỉnh này, rồi các cái cổ phiếu mà thuộc nhóm midcap thì hiện tại đang điều chỉnh nhẹ, đúng không ạ? Điều chỉnh nhẹ, đúng không ạ? Chúng ta thấy là giờ chủ yếu là nó điều chỉnh ở cái nhóm chứng khoán này, nhóm ngân hàng này, đúng không ạ? Thì anh chị những nhóm này thì anh chị phải hạn chế cho Hoàng, đúng không ạ? Ok, thì về mặt bằng chỉ số thì thị trường chúng ta vẫn là đi ngang trong cái hộp Hoàng kẻ ở đây, đúng không ạ? Biên dưới là 1335, biên trên là 1350, đúng không ạ? Hiện tại thị trường chúng ta thì đang đi ngang thì ai cũng nói được, nhưng mà sắp tới thì thế nào? Thì trên cái quan điểm cá nhân của Hoàng là gì, sắp tới đúng không ạ? Thì anh chị nào trong room cộng đồng hay room VIP thì Hoàng đã nói điều này từ ngày hôm thứ hai ngày hôm qua, đúng không ạ? Cho cái nhận định cả tuần luôn. Thì sao? Thì khả năng chỉ số chúng ta sắp tới thì nó sẽ vượt được cái vùng 1350 này và nó tiến tới cái vùng 1370 cộng trừ, là cái vùng ở trên đây, đúng không ạ? Thì khi mà chỉ số chúng ta lên cái vùng này thì hành động của anh chị là đương nhiên là chúng ta nên hạ thị trường cổ phiếu, bởi vì Hoàng đánh giá rằng một điều, cái vùng 1370 này là cái vùng kháng cự sẽ rất khó vượt qua cho chỉ số VN của chúng ta, đúng không ạ? Và ngắn hơn thì sao? Tuy vừa 1.300 đến 1.370, đúng không? Nhưng mà nó sẽ không vượt trong 1-2 phiên mà nó tới ngay. Có nghĩa là gì? Nó sẽ rất là vất vả để nó lên được vùng 1.370 và nó sẽ mất tốn rất nhiều thời gian, đúng không ạ? Và nó sẽ xuất hiện những cây nến nhỏ đánh sẽ quanh tham chiếu, nó sẽ không giống như giai đoạn trước đây mà có những cây nến lớn như vậy, đúng không ạ? Thì đó là mặt bằng chỉ số, đúng không? Và khi mà vượt 1.350 thì chắc chắn là khả năng cao thì sẽ có cái sự tham gia của nhóm ngân hàng trong 1-2 phiên, đúng không? Thì sau đó nhóm ngân hàng sẽ tiếp tục bị chìm lại. Thì anh chị chú ý cho những cái vấn đề trọng yếu như vậy, đúng không? Thì đây là trên quan điểm cá nhân, thì anh chị có thể là chúng ta lưu ý để cái con đường đầu tư của mình. Ok, thì đó là bằng các cái chỉ số, đúng không? Hoàng nhắc lại là gì? Chỉ số chúng ta sẽ vừa 1.350 đến 1.370. Tuy nhiên, từ 1.350 đến 1.370 thì đến giai đoạn nó đi tới không phải là 1-2 phiên mà nó đi tới rất là khó khăn.
đúng không ạ, rất sẽ có những cái phiên giảm một điểm rồi tăng một điểm, là có những biến độ nhỏ như vậy, đúng không ạ? Thì anh chị lưu ý cho hàng vấn đề này nhá. Ok, xong về mặt chỉ số. Thứ hai là nhóm ngành nào anh chị nên đầu tư, đúng không ạ? Thì hiện tại thì những cái nhóm ngành anh chị nên đầu tư thì Hoàng vẫn chắc chắn một điều rằng gì, là chúng ta vẫn là tìm đến dòng tiền, nó vẫn tìm đến vốn hóa chung vừa và nhỏ. Thì anh chị tập trung cái nhóm vốn hóa chung vừa và nhỏ này, đúng không ạ? Thì anh chị chú ý nhóm này nhiều hơn, đúng không ạ? Bởi vì đối với tạo lập hay độ lái gì đó, đúng không ạ, chúng ta thấy là bỏ ra 1 tỷ họ kéo mid cap vốn hóa chung vừa và nhỏ sẽ dễ hơn mà họ kéo ngân hàng hay là nhóm VN30. Bởi vì nhóm VN30 đúng không ạ, nhóm vốn hóa lớn thì đang bị kẹt rất là nhiều và họ không dạy gì, họ dùng một số tiền lớn họ kéo lên để nhà đầu tư cá nhân giai đoạn trước, đúng không ạ, bị kẹt xả hàng ra cả, đúng không ạ? Thì đó là vấn đề của hàng. Chúng ta vẫn nên tập trung vào nhóm vốn hóa chung vừa và nhỏ này. Còn đi sâu xa hơn những cái nhóm ngành nào thì đầu tiên là chúng ta chú ý đến nhóm ngành. Thứ nhất là Hoàng nói thẳng luôn là nhóm ngành về dầu khí. Về dầu khí, nhóm ngành dầu khí thì nó sẽ rất là hưởng lợi, bởi vì chúng ta thấy là sau những cái giai đoạn phục hồi kinh tế, đúng không ạ, thì sao, thì nhà nước, đúng không ạ, tiếp tục là gì, khởi động cái lại cái vòng quay của kinh tế. Mà vòng quay kinh tế phục hồi thì nó đi từ cái gốc rễ nhất là gì, là chuỗi giá trị sản xuất, đúng không ạ? Và sản xuất thì nó liên quan đến các nguyên liệu gọi là năng lượng, đúng không ạ? Than này, điện này, khí đốt này, dầu khí này, thì anh chị chú ý, đúng không ạ? Thì anh chị chú ý và giá dầu đã vượt khỏi cái mốc kháng cự là $70 rồi, cái dầu WTI, đúng không ạ? Thì chị chú ý nhóm ngành dầu khí này. Thì hàng view khả năng cao thì nhóm ngành dầu khí này sẽ dẫn sóng xuyên suốt, dẫn dắt thị trường xuyên suốt từ đây đến cuối năm, đúng không ạ? Đây là quan điểm cá nhân của Hoàng, anh chị có thể nghe hoặc là không, đúng không ạ? Bản thân trong group khách hàng của Hoàng thì hiện tại cũng đang nắm rất là nhiều về dầu khí rồi, nắm rất là nhiều về dầu khí BSR, đúng không ạ? BSR này, BVD này, BVS này, đúng không ạ? Ok, thì đó là ngành dầu khí. Thứ hai là các cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành về bất động sản khu nghiệp, bất động sản thương mại, đúng không ạ? Thì những cái cổ phiếu này thì đương nhiên là có sự phân hóa trong từng nhóm ngành, thì anh chị chúng ta nên nghiên cứu kỹ hơn, đúng không ạ? Hoàng không nói là hai cái nhóm bất động sản này nó cổ phiếu nào nó cũng tăng, đúng không ạ? Chúng ta phải lựa, anh chị phải lựa chọn đúng những cổ phiếu thì nó mới chạy được, đúng không ạ? Thì anh chị có thể nghiên cứu hơn, đúng không ạ? Cái nhóm thứ ba thì anh chị quan tâm là nhóm vận tải biển thì đang chạy rồi, thì anh chị có hàng thì chúng ta vẫn cứ giữ thôi, đúng không ạ? Hiện tại thì nhóm vận tải biển nó đã tăng cả 100-200% rồi, đúng không ạ? Thì nó rất là khó để hiện tại chúng ta tư vấn. Nếu chị mua giai đoạn này thì hầu như là chúng ta thấy là chúng ta mua đắt hơn mọi người khoảng 50%-100% rồi, thì nó rất là khó để Hoàng tư vấn cho anh chị, đúng không ạ? Ok, thì đấy là những nhóm ngành, thậm chí là đầu tư công, anh chị thấy đầu tư công C4G này, Likuji này, Hà Tiên 1 này. Thì Hoàng đã nói cái giai đoạn từ ngày 6 tháng 9, Hoàng nhớ không lầm ngày 6 tháng 9, đúng không ạ? Hoàng tư vấn cho room cộng đồng là gì? Là nhóm đầu tư công, đúng không ạ? Sắp tới sẽ có sự điều chỉnh, đúng không ạ? Và chúng ta thấy là nó điều chỉnh xong là nó khởi nguồn cho nhóm midcap điều chỉnh. Và Hoàng thấy rằng cái này điều chỉnh với cái việc chốt lời của nhà đầu tư là hoàn toàn bình thường, đúng không ạ? Thậm chí đầu tư công thì đến ngày hôm nay, đúng không ạ? Thì nó đã, Hoàng nghĩ rằng nó sắp điều chỉnh xong, nhóm đầu tư công nhá, sắp điều chỉnh xong. Đó, thì Hoàng view rằng cho anh chị, đúng không ạ? Anh chị chú ý những cái nhóm ngành này nó sẽ phù hợp hơn cho giai đoạn đầu tư của anh chị nhà đầu tư, đúng không? Ok, thì tiếp theo Hoàng sẽ view qua một số cái cổ phiếu trọng điểm mà anh chị nhà đầu tư của chúng ta hay hỏi. Đầu tiên là SCR, đây thì Hoàng còn điểm nhanh luôn. SCR thì Hoàng cũng đã tư vấn trong room cộng đồng và room khách hàng của Hoàng là mua từ giai đoạn từ giá 10.9, đúng không ạ? Thì hiện tại hầu như là chúng ta trên mặt bằng các vị thế đều đã hàng về và hiện tại chúng ta vẫn đang có lời. Và với phiên ngày hôm nay, đúng không ạ, khi mà ngày hôm qua nó đóng 12 và ngày hôm nay nó điều chỉnh theo cái dòng của thị trường, thì đây là cái sự điều chỉnh là hết sức bình thường, đúng không ạ? Hoàng đánh giá là một điều, đây là sự điều chỉnh hết sức hoàn toàn bình thường, đúng không ạ? Và chỉ còn tuần này nó đóng trên 12 thôi thì nó xác nhận một điều là gì, nó sẽ thoát đáy mà nó tiếp tục con đường đi lên. Thì anh chị chú ý cổ phiếu này thôi, cổ phiếu này hơn. Thì anh chị nào hiện tại hỏi Hoàng có mua mới hay không, cái này tùy anh chị thôi, đúng không ạ? Chúng ta chấp nhận rủi ro thì chị mua. Còn điểm Hoàng tư vấn là 11.9 và đã mua ra tăng tại giá 12 ngày hôm qua, đúng không ạ? Thì hiện tại đã đủ hàng, đủ số lượng và đúng nguồn giá rồi. Thì anh chị nào mà chúng ta muốn mà mua mới, mua thêm thì anh chị phải chấp nhận cái rủi ro cho mình, đúng không ạ? SCR nè, Hòa Phát nè. Đối Hòa Phát thì chúng ta phải lưu ý một điều là gì, nó không vượt được cái vùng 52 như thế này thì phải nói, xin lỗi anh chị, thì phải nói là gì, nó cần tích lũy lại củng cố cái lượng cung, đúng không ạ? Để gì,
để gì? Nó bứt thoát khỏi vượt cái vùng 52 này, đương nhiên nó sẽ cần tích lũy lại, đúng không? Trường hợp mà nó không may mắn thì nó xuống cái vùng 50 thì anh chị phải chú ý cho hàng, bởi vì nếu mà xuống khỏi một ngày nào đó đóng dưới 50 thì nó rất là rủi ro. Phát rồi những cổ phiếu mà Hoàng khuyến nghị như Vĩnh Hoàng, đúng không? Vĩnh Hoàng thì Hoàng khuyến nghị là 49.5 rồi, hiện tại các vị thế đều đang có lãi. Và thấy Vĩnh Hoàng chúng ta thấy rất là hay là phiên ngày hôm qua nó đóng cửa là nó xanh và nó đóng một cái nến rất là đẹp, đúng không ạ? Hoàng đi ra là cái nến là rất là đẹp, đúng không ạ? Và ngày hôm nay nó có một cái sự điều chỉnh với khối lượng nhỏ như này là hoàn toàn hết sức bình thường. Và hầu như trên cái biểu đồ tuần và biểu đồ tháng của nó thì hầu như là nó đã bứt thoát được khỏi cái vùng đỉnh rồi. Và gì? Và nhà đầu tư chúng ta sẽ thấy là gì, nó sẽ không có đỉnh nữa, và họ nghĩ rằng cái mục tiêu nó hướng tới là quanh vùng 6x là hoàn toàn là điều bình thường, đúng không? Vịnh Hoàng thì Hoàng đã phím trong rút khách hàng của Hoàng là 49.5 rồi, đúng không? Những cổ phiếu mà Hoàng khuyến nghị như là Thủ Đức Health này, hôm nay chúng ta cũng có lãi này, đúng không? Thủ Đức Health thì 7.7 rồi đó, hầu như là các vị thế đang có lãi đây, để Hoàng bật, đúng không? Mở mua quanh 7.7, đúng không? Ngày 1 tháng 9, đúng không? Đây anh chị có thể chú ý SL Hoàng cũng khuyến nghị trong một khách hàng của mình, đúng không ạ? Ok, thì đó là một số điều anh chị lưu ý. Thủ Đức Health thì anh chị có hàng chúng ta vẫn có thể giữ được. Quanh 10 chúng ta bán Thủ Đức Health này. Rồi một cổ phiếu nữa là cổ phiếu Ban. Ban thì với vị thế chung và dài thì Hoàng nghĩ cái vùng giá này là gì? Có vùng giá từ 28 đến 29 này thì anh chị nhà đầu tư đối với vị thế chung và dài thì chúng ta có thể lựa chọn chúng ta đầu tư rất là tốt, đúng không ạ? Bởi vì hiện tại cái nguồn cung về nông thủy sản, đúng không ạ? Nguồn cung về nông thủy sản đang đứt đoạn và cái cầu nó rất là nhiều, thì sự chú ý trong hàng chỉ cần dịch kết thúc thôi thì phải nói là những doanh nghiệp này nó rất là hưởng lợi, và gì chứng khoán là chúng ta mua bằng kỳ vọng mà, đúng không ạ? Chúng ta thấy như cổ phiếu như HVN, đúng không ạ? Chúng ta thấy là gì, nó trần liên tục đấy, gì mặc dù nó kinh doanh nó rất là lỗ, gì đó là gì, do cái kỳ vọng nhà đầu tư vào cái sự mở cửa của nền kinh tế nhà nước, mở cửa du lịch, đúng không ạ? Những cái nhu cầu đi lại, đúng không ạ? Thì họ đầu tư vào và chúng ta thấy là nó tăng từ vùng đáy đến bây giờ, chúng ta thấy tăng rất là kinh khủng, đúng không ạ? Mấy cây trần liên tiếp thì chứng khoán là mua bằng sự kỳ vọng, mà chúng ta biết rằng HVN thì đang lỗ rất là nhiều, đúng không ạ? Thì tại sao nó lại có những phiên trần như vậy, đúng không ạ? Thì chứng khoán là kỳ vọng, anh chị lưu ý trong hàng vấn đề như thế này. Thì đó là những cổ phiếu mà điểm nhanh qua cho anh chị nhà đầu tư. Cái nhóm ngành dầu khí thì anh chị phải cực kỳ chú ý cho hàng nhá. Đối với BNR thì nó cần kết nối lại cái vùng gãy trước đó là cái vùng gãy 19.2, đúng không ạ? 19 quanh 19.2 như thế này. Thì anh chị nào mà chúng ta muốn mua vùng này thì anh chị có thể là mở mua trước một phần và chúng ta đợi cái điểm kết nối lại cái chen ngắn hạn quanh cái vùng 19.2 nó đã gãy trước đó thì anh chị có thể là chúng ta tham gia, chúng ta mua thêm, nhưng mà phải đóng nến. Thì đó là cổ phiếu BNR. Hoàng lưu ý mà rằng BNR là một cổ phiếu nó ở trung nguồn, nó không phải thượng nguồn hay hạ nguồn, nó ở trung nguồn và nó hưởng lợi rất là nhiều từ cái nguồn nguyên liệu giá rẻ. Thì anh chị chú ý cho Hoàng cái vấn đề này. BNR nè, BVT, BVS, BVD dầu khí thì anh chị chú ý cho Hoàng nhóm ngành dầu khí. Ok, thì đó là mặt bằng Hoàng điểm danh qua các cái cổ phiếu nhá. Thì hiện tại thì phải nói là các cái cổ phiếu nó rất là khó đánh cho anh chị nhà đầu tư, và chúng ta không chọn đúng cổ phiếu thì chắc chắn là chúng ta lỗ. Thì anh chị nào mà chúng ta muốn một điểm mua điểm bán hợp lý thì anh chị có thể là tham gia những cái group khách hàng của Hoàng ở trên đây, đúng không ạ? Những ai chưa tham gia, chúng ta chưa biết được, đúng không ạ? Thì hiện tại, đúng không ạ, có những người hay nói linh tinh, nhưng mà anh chị nào mà chúng ta đã trải nghiệm qua các room, đúng không ạ, thì anh chị vô cái room khách hàng của Hoàng thì anh chị thấy hoàn toàn khác, đúng không ạ? Hoàng chỉ phím tập trung và Hoàng sẽ biết cách xử lý nếu vị thế đó sai nhá. Anh chị lưu ý cho Hoàng, và anh chị lưu ý cho Hoàng một điều là gì, Hoàng chỉ phím tập trung, đúng không ạ? Phím tập trung mã mua giá nào, đúng không ạ? Thậm chí là lo điểm bán cho anh chị luôn, đúng không ạ? Thế anh chị này có thể tham gia room khách hàng của Hoàng nhá. Còn anh chị nào chúng ta chưa tham gia thì chúng ta không nên nói lung tung, đúng không ạ? Chúng ta không nên nói lung tung, bởi vì giai đoạn vừa qua của một số người nói lung tung trên cái kênh YouTube của Hoàng, đúng không ạ? Chúng ta chưa trải nghiệm room VIP ở các cái room khác, đúng không ạ? Thì chúng ta chưa đừng có đánh giá, đúng không ạ? Thế anh chị nào mà chúng ta đang giao dịch ở các cái công ty khác thì có thể là về VBS, đúng không ạ? Đồng hành cùng với Hoàng, đúng không ạ? Thì anh chị sẽ thấy cái cách phím hàng của Hoàng là hoàn toàn khác, hoàn phím tập trung và không có đưa ra một list danh sách để anh chị chọn được, đúng không ạ? Nó rất là rủi ro, đúng không ạ? Và thắng thì mang những cổ phiếu tăng nhật tung hô, đúng không ạ? Thua thì lại không mang ra, thì không biết cách xử lý thì rất là khó. Ok, thì đó là Hoàng view qua những cái cổ phiếu, những cái nhận định của Hoàng về thị trường. Thì tổng quan thị trường hoàn lại là gì?
là gì? Chỉ số chúng ta vẫn đi ngang vùng 1000 từ cái hộp hoặc kẻ như này, vùng dưới là 1335 đến vùng trên là 1350. Thì vùng 1350 này thì khả năng nó sẽ vượt qua, và nếu vượt qua thì nó có sẽ có sự tham gia của nhóm ngân hàng, nhưng mà nhóm ngân hàng chỉ tham gia 1-2 phiên thôi thì nó sẽ không tham gia nữa, và từ đó chỉ số chúng ta sẽ tiến đến cái vùng kháng cự mạnh nhất và khó vượt qua nhất, hoàn định giá là khó vượt qua nhất là vùng 1370 cộng trừ thầy tại. Thì con đường lên như thế này thì anh chị cần chú ý chúng ta hạ tỷ trọng. Tuy nhiên cái việc mà từ 1350 đến 1370 á, nó sẽ không lên trong 1-2 phiên mà nó đi rất là lâu, đúng không? Rất là lâu, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là những cái phiên nó sẽ dao động biên độ nhỏ, đúng không ạ? Như ngày hôm nay và giai đoạn vừa qua chúng ta thấy là dao động biên độ rất là nhỏ, đúng không ạ? Ok, thì video của Hoàng ngày hôm nay đến đây kết thúc. Chúc anh chị nhà đầu tư có một buổi tối thật vui vẻ.